Hello, hello, xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay Hôm nay đây đã là cái video thứ ba rồi, hôm nay là ngày 29 tháng 4, ngày thứ năm tại Hoa Kỳ Ở Việt Nam hôm nay đã là ngày thứ sáu. Thì hai cái video kia đó Thuận có đăng ngày hôm nay Để Thuận refresh channel lại đó chính là cái video 1025 và 1026 1025 là một cái video về đầu tư và 1026 là cái video thường làm về Tamiam cho nên thường muốn làm thêm một cái video để mà chia sẻ một số những thông tin với các bạn thì uh, trước đó chúng ta hãy nhìn vào tình hình chung của thị trường thì các bạn thấy được là giá bịch không bây giờ là 53.500 thì có thể các bạn đã nhớ cái giá ngày hôm qua lúc mà thường làm video thì cũng tương tự như cái mức giá này nhưng mà chúng ta đi rồi ngày hôm nay đã là ngày 29 rồi chúng ta đã gần kết thúc cái tháng tư này rồi thì các bạn thấy được là bây giờ đó thì khả năng rất cao là tháng tư này sẽ là một tháng kết thúc là kết thúc màu đỏ các bạn nhìn vào cái nến tháng đi chúng ta thấy được là đã nhiều tháng liên tục rất nhiều tháng liên tục Bitcoin lên không ngừng nghỉ các bạn thấy được chúng ta thấy Bitcoin đã bắt đầu là có ngọn nến tháng xanh đó là hồi tháng 10 Lúc đó giá Bitcoin cũng vẫn xoay quanh qua 10.000 đô Mà bây giờ đã là 53.500 rồi Chứ được nói tới cái lúc mà Bitcoin lên tới gần như 65.000 Đã nhân 6,5 lần từ tháng 10 của năm ngoái tới bây giờ Lên liên tục 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, 4 tháng, 5 tháng, 6 tháng Ngay cả tháng 3, tháng 3 vừa rồi đó là một cái tháng mà dựa trên lịch sử là một cái tháng mà Bitcoin giá thường đi xuống nhưng mà giá vẫn có một ngọn nến xanh rất là lớn. Cho nên tháng 4 này đó điều chỉnh cũng nội điều thường cảm thấy cũng không có gì gọi là quá bất ngờ, quá đặc biệt. Và các bạn thấy được là cái tháng này đó chúng ta đã có những cái đợt điều chỉnh mà thường nghĩ rất là tốt cho thị trường này. Bitcoin điều chỉnh xong đó thuận lại càng an tâm hơn. Các bạn thấy được là điều chỉnh đó mà là một điều rất cần thiết để chúng ta thấy được những cái chỉ số on chain reset lại. Chúng ta thấy được là tiền chảy từ những người yếu tay qua những người mà cứng tay hơn để có thể lưu trữ dài hạn hơn và đây là điều mà chúng ta muốn thấy cho nên càng điều chỉnh càng giữ vững càng tạo ra một cái nền tảng ở cái mức là trên 50.000 thì thuận càng tin tưởng hơn cho nên tới thời điểm bây giờ đó có thể nhiều bạn cảm thấy là bịt con gần đây hơi nhàm chán tại vì không thấy có, có tác động mạnh mà chúng ta thấy có nhiều đồng oi con tăng chứng mạnh nhưng mà thật ra mà nói đây là cái thời điểm rất là tốt để chúng ta có thể thay bịch kho lấy sức để có được cái sự tăng trưởng mạnh kế tiếp và chúng ta nhìn thì chúng ta thấy được là ngày hôm nay thì có màu xanh có màu đỏ chúng ta thấy được có những đồng tăng rất là nhiều như là chúng ta thấy được là Ethereum đã lập cái đỉnh mới ngày hôm nay một lần nữa cách đây khoảng chừng vài tiếng đồng hồ thì giá từ nó lên tới là 2.800 đô như Đường đã chia sẻ nhiều bạn hỏi thuận về cái tài liệu liên quan tới Ethereum 2.0 thì thuận đã chia sẻ trong cái video 1026 này liên quan tới Ether 2.0 thì chúng ta nhìn vào những đồng lớn ngày hôm nay thì các bạn thấy được để thuận refresh cái trang này lại thì các bạn thấy được là Bitcoin thì cũng không có xuống nhiều trong vòng 24 giờ qua chỉ xuống có 1,8% mà thôi ở mức là 53.400 Ethereum thì chúng ta được là tăng thêm 1% và bây giờ sau khi mà đạt cái đỉnh mới là 2.800 đô có nghĩa là gấp đôi cái đỉnh của năm 2017 đó thì Temium bây giờ vẫn xoay quanh cái mức cao ở trên đỉnh rất nhiều thông tin tốt liên quan tới Temium trong thời gian gần đây và nhất là những cái tài liệu rất là thú vị liên quan tới những nhà đầu tư lớn bây giờ lại từ từ gặp chung với Temium và là Bitcoin lại với nhau. Không sẽ chia sẻ thêm một lát nữa. Binance Coin thì các bạn thì được là tăng 5,3% Và Binance Coin bây giờ là muốn trở về cái mức là 600 đô Thì cái mức 600 đô này là một mức mà rất là gần cái đỉnh của đồng BNB Các bạn cũng đã thấy được chúng ta đang nhìn vào đồng BNB ở trên Gecko Thì cái mức cao nhất của BNB đó là 610 đô dù theo Gecko. Tuy theo là sang, có sang là 640, có sang 650 Nhưng mà cái mức này đó thì đồng BNB cơ hội rất là cao là có thể phá đỉnh trong thời gian rất là ngắn đây cũng là một đồng mà nhiều bạn quan tâm đến và đương nhiên các bạn cũng đã biết là thuận lưu trữ bitcoin ethereum bnb cardano và một số những đồng khác xrp thì chúng ta cũng có một thông tin thuận sẽ chia sẻ thêm một lát nữa nhưng mà xrp thì cũng giống như ngày hôm qua tăng 0,5% Tether thì chúng ta cũng đang thấy được là Tether vẫn tiếp tục in không ngừng nghỉ và sắp sửa được giao dịch ở trên sàn Coinbase Cardano thì không có cái sự thay đổi nhiều Dogecoin chúng ta cũng đã nói tới một cái video ngày hôm qua và Dogecoin hôm nay thì xuống 2,1% vẫn là đồng đứng hàng thứ bảy Polkadot thì tăng 8,5%, Uniswap thì ngày hôm nay đã có sự điều chỉnh 6,2% nhưng mà ở mức rất là cao, các bạn thấy được là 40 đô. Litecoin thì là 1% tăng trưởng ngày hôm nay. Thì chúng ta thấy được đó là khi mà chúng ta nhìn vào tổng quát thì chúng ta thấy được là cái phần trăm của Bitcoin bây giờ lại một lần nữa xuống dưới 50% ở mức là 46,5%. Ethereum là gần như là 15%, 14,8% của tất cả thị trường Thì khi mà chúng ta thấy tình hình á, là Bitcoin đi hàng ngang mà có nhiều altcoin tăng trưởng nhất là chúng ta thấy được là Bitcoin đi hàng ngang mà ở cái mức coi như là ổn định và cao thì là cái lúc tốt cho nhiều cái altcoin tăng trưởng mạnh khiến cho cái phần trăm vốn hóa của Bitcoin trên thị trường giảm xuống nhưng mà các bạn thấy được là thường đó thì Bitcoin với là altcoin như là có một cái độ giãn hồi gì đó chúng ta thấy được là trong một cái mùa tăng trưởng đi thuận vào cái trang web CoinMarketCap cái bạn sẽ nhìn thấy rõ ràng hơn về cái tình hình giữa Bitcoin và Altcoin chúng ta sẽ nhìn vào cái phần trăm và chúng ta chuyển qua chế độ ban đêm đi thì các bạn thấy được là trong một cái mùa tăng trưởng như là chúng ta đang nhìn vào đây là mùa tăng trưởng của năm 2017 thì trong một mùa tăng trưởng chúng ta có rất là nhiều cái mùa Altcoin như là cái mùa Altcoin là chúng ta đều là từ tháng 2 mãi cho đến tháng 6 đó mùa Altcoin đó của năm 2017 thì các bạn thấy là cái đường màu vàng này là cái phần trăm của Bitcoin Vốn hóa của thị trường là từ 84-85% Mà xuống tới cái mức chỉ còn có 37% mà thôi Thời điểm đó là những cái altcoin lại tăng trưởng lên Các bạn thấy những cái đường bên dưới này Là tăng lên nhất là Ethereum Nhưng mà sau đó thì lại giãn ra Có nghĩa là Bitcoin lại lấy lại cái phong thái Và chiếm phần trăm thị trường cao hơn Những đồng altcoin thì lại à, đi ngược chiều với Bitcoin Và đây là một điều là tiếp tục xảy ra vào à, tháng 12 của năm 2017 một lần nữa Và sau đó Bitcoin đã lấy lại phong độ và lấy lại cái phần trăm vốn hóa cao hơn cứ liên tục giảng hồi như vậy cho nên các bạn hiểu được là nếu như mà Bitcoin có cái sự tăng trưởng mạnh cho tiếp thì những cái sự tăng trưởng của Ocon cũng phải ngừng lại để mà tiếp tục chờ đợi tình hình của Bitcoin trong thời gian này các bạn thì được là Bitcoin thì cái phần trăm vốn hóa đã xuống chỉ còn có 48% nhưng mà thuận thì có lòng tin là Bitcoin vẫn chưa có xong cái đợt tăng trưởng này và chúng ta thấy được là Bitcoin sẽ có một mùa tăng trưởng kế tiếp, sẽ có thêm một cái đợt tăng trưởng mạnh kế tiếp. Đây là điều mà Thuận đã từng chia sẻ nhiều với các bạn. Chúng ta vẫn chưa kết thúc ở cái mức là 53.500 đô này đâu. Nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư. Và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự mình đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển cũng như là những bạn nào mà chưa có theo dõi thuận capital trên các mạng xã hội đó thì bạn có thể theo dõi bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới cái video này để tìm thấy những cái thông tin như là telegram channel các bạn có thể tham gia vào facebook hay là twitter để nhận được những thông tin mới nhất và nhanh nhất và những bạn nào mà muốn tìm hiểu những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của thuận capital các bạn có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới để tìm thấy những cái ưu đãi như là giảm 20% phí giao dịch khi mà các bạn tham gia vào sàn Binance thông qua Liên quan Thuận Capital hay là các bạn có thể nhận được bonus lên tới 1.610 đô và gợi tiết kiệm lên tới 15% thông qua sàn Margin nổi tiếng Bybit hay là sàn Probit, một sàn ở Hàn Quốc. Và các bạn có thể tìm hiểu những sàn như là sàn MT một sàn margin có hỗ trợ copy trade cũng như là sàn nổi tiếng FTX hay là sàn binance US một cái sự lựa chọn của những bạn nào mà sống ở Hoa Kỳ mà muốn giao dịch altcoin sàn Coinbase ứng dụng Blockfi ứng dụng lending có lãi các bạn có thể là gửi bitcoin, ethereum, litecoin và nhiều đồng khác để có thể nhận được lãi hàng tháng thông qua ứng dụng Blockfi bây giờ bonus thì vẫn lên tới 250 đô và crypto coin đây là cái ứng dụng hỗ trợ biểu đồ và dữ liệu phân tích on chain mà nhiều bạn cũng đã biết nói về một số những thông tin khác ngày hôm nay đó thì các bạn thấy được là nhìn tổng quát đó thì có một điều rất thú vị thường đã chia sẻ trên những cái mạng xã hội với các bạn các bạn thấy được đó là những cái màu mà bên dưới này đó, những cái đường mà có nhiều màu này là những cái sàn giao dịch khác nhau và cái biểu đồ này cho chúng ta thấy được đó là có bao nhiêu Bitcoin trên những cái sàn giao dịch này Và đương nhiên cái đường màu đen trên màn hình đây chính là cái giá của Bitcoin Thì các bạn thấy được chúng ta nhìn vào năm 2017 đi Cái đợt tăng trưởng của năm 2017 đó thì zoom vào Thì các bạn thấy được là khi mà giá Bitcoin tăng trong năm 2017 đó thì cái gì cũng tăng theo Các bạn thấy được là cái số lượng Bitcoin có mặt trên sàn càng ngày càng tăng lên Càng ngày càng tăng lên Có nghĩa là các bạn thì rồi có thể là có nhiều người lưu trữ bitcoin không phải trên sàn nhưng mà và tay vì giá tăng cho nên họ đem bitcoin lên sàn để mà bán và những người mà mua bitcoin đó thì để trên sàn luôn để họ có thể là bán nhanh chóng nhưng mà có lời và những người mới thì cũng tham gia vào để mà mua Bitcoin và những người mới thường là mua Bitcoin xong thì cũng chỉ để trên sàn mà thôi Và các bạn thấy được là khi mà giá càng tăng thì cái số lượng Bitcoin trên sàn càng ngày càng tăng lên sàn nào cũng vậy Cho đến khi mà giá bị sụp nhưng mà ngược lại các bạn thấy tình trạng bây giờ thì giá càng ngày càng tăng nhưng mà các bạn thấy tình trạng hoàn toàn ngược lại những cái đường có màu này đó những sàn lớn đều có xu hướng đi xuống có nghĩa là giá càng tăng nhưng mà Bitcoin đó thì càng ít đi và ít đi và ít đi, và ít đi trên sàn có nghĩa là gì? Có nghĩa là chúng ta hoàn toàn có nhiều người mới tham gia vào trong thời gian là mấy tháng qua Nhưng mà người mới thì cũng như là năm 2007 thì đương nhiên họ mua phần lớn những bạn mới cũng lưu trữ trên sàn Tại vì nó đơn giản hơn và dễ dàng mua bán Nhưng mà các bạn thấy được là cái số lượng người mà lưu trữ lâu dài đã càng ngày càng nhiều hơn cho nên có thể là họ mua cái số lượng nhiều hơn là những người mới rất là nhiều và họ đem ra khỏi sàn cho nên cái tình trạng bây giờ hoàn toàn khác biệt với năm 2017 giá càng tăng nhưng mà cái số lượng Bitcoin trên sàn càng giảm thường chỉ cảm thấy là chúng ta đang ở một mức nào đó là chuẩn bị có thêm một cuộc bùng nổ kế tiếp chứ còn nếu nói là chúng ta thấy được là cái đợt tăng trưởng này đã tới một cái thúc thì vẫn chưa đối với thuận có rất nhiều lý do thì đã chia sẻ những cái số khác nhau với các bạn và những cái lý do tại sao thường là vậy đây chúng ta vẫn chưa kết thúc và nhìn vào cái tài liệu này cũng gì các bạn thấy được cái lúc kết thúc đó là cái lúc mà người mới quá nhiều như đến nổi mà các bạn thấy là những người ho những người mà lưu trữ lâu dài cái số lượng họ mua không bằng người mới và cái số lượng người mới nhu cầu rất cao và họ để rất nhiều bitcoin trên sàn giá càng tăng thì họ lại càng đẩy bitcoin lên sàn nhiều để mà bán chốt lời những người ho lời cũng vậy khi mà chín mùi cũng sẽ có cái số lượng lớn bitcoin Đúng đó được đưa trên sàn để mà bán đây là điều mà Thùng muốn chia sẻ với các bạn khi mà chúng ta nhìn vào cái biểu đồ này Điều kế tiếp chúng ta nói tới đây là một cái thống kê cũng khá là thú vị Đây là cái thống kê gọi là Compounded Annual Growth Rate Có nghĩa là đây là cái phần trăm lãi trung bình hàng năm nhưng mà tính theo lãi kép Thì các bạn thấy được là trong vòng 10 năm qua đó, trung bình hàng năm đó thì Bitcoin tăng trưởng năm này qua năm nọ đó là tăng trưởng khoảng chừng là gần 200%, 196%. Đương nhiên có nhiều bạn nói là có lúc tăng nhiều, có lúc xuống nhiều nhưng mà ý tôi nói đây là cái phần trăm tăng trưởng trung bình là 196,72% nghĩa là gần như là 200% trong vòng 10 năm qua. Chúng ta so sánh với những loại tài sản khác đó thì đương nhiên nhiều bạn nói là Bitcoin trong vòng 10 năm qua thì lúc mới ra đời thì giá rất là nhỏ cho nên tăng trưởng mạnh phần trăm cũng không có gì gọi là quá lạ. Nhưng mà các bạn thấy được trong vòng mấy năm qua Bitcoin vẫn tăng phần trăm rất là nhiều nếu chúng ta tính trung bình từ năm 2016 cho tới bây giờ. Nhưng mà chúng ta bỏ Bitcoin vào một bên đi, chúng ta nhìn vào những loại tài sản khác thì các bạn thấy được là dựa vào những cái cổ phiếu mà có tính chất nguy hiểm hơn. Như là Tesla thì đương nhiên trong vòng 10 năm qua công ty Tesla trung bình mỗi năm cổ phiếu tăng 63,8%. Amazon tăng 33,5% và các bạn thấy được chúng ta à, nhìn vào cái chỉ số Nasdaq thì tăng 16,94%. Chúng ta nhìn vào chỉ số S&P 500 thì tăng 11,22%. Chúng ta nhìn vào trái phiếu dài hạn của Hoa Kỳ, như là công trái phiếu dài hạn thì tăng chữ 4,58% mỗi một năm trung bình trong những 10 năm qua. Còn vàng thì thực sự mà nói các bạn thấy được là không có sự tăng trưởng nhiều nếu chúng ta tính cái số lượng tăng trưởng phần trăm trong vòng 10 năm qua trung bình hàng năm thì chỉ có 1,97% mà thôi cái mà chúng ta không thấy ở đây đó chính là bất động sản thường cũng rất muốn biết là so sánh với lại những cái loại tài sản này thì bất động sản ở Hoa Kỳ tăng trưởng như thế nào trong vòng 10 năm qua thông tin kế tiếp thường muốn chia sẻ với các bạn đó là trong cái cuộc gọi thống kê cái uh, thu nhập của cái quý 2 của công ty Visa thì các bạn thấy được là công ty Visa CEO là R. Kelly đã chia sẻ về Bitcoin Nói là hiện bây giờ đối với công ty Visa thì Bitcoin bây giờ có hai phân khúc thị trường Như chúng ta đã thấy đó, một là Bitcoin là một loại tài sản chủ yếu do mọi người nắm giữ Và công ty Visa coi Bitcoin như là một vàng kỹ thuật số Và loại thứ nhì đó chính là các loại tiền kỹ thuật số của quốc gia bao gồm CBDC và những cái đầu ổn định stablecoin và công ty Visa đã đưa ra một cái chiến lược là sẽ hỗ trợ Bitcoin và thị trường crypto này là như thế nào các bạn thấy được là càng ngày lại càng có nhiều công ty nói về Bitcoin mà các bạn thấy được là những lúc mà họ nói về Bitcoin là những lúc mà coi như là những cái buổi họp báo quan trọng của công ty như là cái họp báo trong cái cuộc gọi quý 2 công ty Visa cũng đã đề cập đến Bitcoin là một trong những cái phần phát triển của công ty Visa trong thời gian tới đây. Ngoài trừ điều đó ra thì các bạn thấy được là liên quan đến JP Morgan á, thì đây là một trong những cái câu chuyện mà đang được hình thành ở trên thị trường mà các bạn cần phải quan tâm đến có thể là nhiều bạn nghĩ là chúng ta chỉ quan tâm đến Bitcoin Ethereum nên thì khá là nhàm chán tại vì nhiều bạn thì cảm thấy là Bitcoin Ethereum vốn hóa quá cao cái số lượng một đồng tiền là bao nhiêu cũng quá cao nhiều bạn thích những đồng nhỏ hơn vốn hóa nhỏ hơn có cái sự tăng trưởng nhưng năm nhân 10 nếu như các bạn có thời gian và các bạn có khả năng thì đi các bạn có thể là đi tìm kiếm những cái loại o coin nhỏ hơn có cái cơ hội tăng nhiều hơn nhưng mà các bạn thấy được thị trường này đã phần lớn vẫn dựa vào Bitcoin và bây giờ các bạn thấy được là chúng ta đang có một cái sự thay đổi diễn ra đối với những công ty Hầu như là các bạn thấy được là có thể nhiều công ty họ đã thu mua Bitcoin trong nhiều nhiều năm qua Bây giờ họ cũng đã thu mua Tamium Cho nên bây giờ câu chuyện đang được hình thành trên thị trường bây giờ Đó chính là câu chuyện là Tamium tốt như là Bitcoin Thậm chí là còn tốt hơn cả Bitcoin nữa Như là công ty JP Morgan, đây là ngân hàng đất lớn của Hoa Kỳ Như bạn có đã biết CEO là Jamie Dimon Thì JP Morgan đưa ra một cái bài viết tại sao Ethereum lại tốt Thì trong bài viết này Thuận có trích đoạn ra cho các bạn thấy được là Bitcoin như là một loại hàng hóa điện tử hơn là tiền tệ Đây là cái tài liệu được chia sẻ bởi ngân hàng JP Morgan và Bitcoin cạnh tranh với lại vàng như là một tài sản lưu trữ giá trị Thì bây giờ hình như là không còn nhiều người không có công nhận nữa Cái số lượng người công nhận ngày lại càng nhiều hơn là Bitcoin là một cái loại tài sản lưu trữ giá trị Chứ các bạn nói tới Bitcoin là tài sản lưu trữ giá trị Thường cảm thấy là một năm hay là hai năm trước Thì có được nhiều người sẽ tản bác lại bây giờ thì càng càng ít hơn nhưng mà ngược lại các bạn thấy là JP Morgan nói là Ethereum là xương sống của nền kinh tế crypto sở hữu một phần của hoạt động Ethereum sẽ có giá trị Ethereum sẽ vượt trội hơn Bitcoin trong thời gian dài hạn đây là cái câu chuyện được chia sẻ bởi JP Morgan về Ethereum các bạn thấy được là bây giờ đó trước đây không lâu thường nhớ là mọi người chỉ quan tâm đến bitcoin những cái công ty lớn họ chỉ nói bitcoin bitcoin và bitcoin mà thôi và bây giờ các bạn thấy được là hầu như đó là những nhà báo lớn cũng như là các bạn thấy được những công ty lớn đã từ từ nói về bitcoin thì sẽ nói về ethereum luôn đây là một trong những điều rất là quan trọng tại vì các bạn muốn thấy được là những đồng nào mà đang được hỗ trợ giá cả bởi những công ty lớn chúng ta có bitcoin bây giờ có thêm cả ethereum và không chỉ riêng là chúng ta nói tới TP Morgan các bạn thấy được là Mark Cuban một trong những cái tỷ phú gần đây cũng rất là lớn tiếng nói là hô hào ủng hộ thị trường crypto này và nhất là liên quan đến Ethereum và Mark Cuban cũng có suy nghĩ tương tự đó chính là Ethereum một ngày nào đó sẽ xóa ngôi Bitcoin trong cái thị trường này các bạn thấy được là chúng ta từ từ thấy rất là nhiều những người nổi tiếng những công ty lớn bắt đầu đã gộp chung Ethereum và Bitcoin với nhau một ví dụ khác nữa đó chính là Kevin O'Leary thì Kevin Larry nói là Ethereum rất là đáng giá và có thể là Ethereum sẽ không bao giờ xóa ở được Bitcoin nhưng mà đối với Kevin Larry Ethereum lúc nào cũng sẽ giữ được vị trí thứ hai trong thị trường crypto này cho nên các bạn thấy được đây là một cái sự thay đổi rất lớn mà muốn à, chúng ta cần phải lưu ý đến là những tổ chức đầu tư lớn sau khi mà họ nói tốt về Bitcoin, họ pump Bitcoin lên thì bây giờ họ đang làm gì bây giờ các bạn thấy được câu chuyện Ethereum là một vật rất có giá trị Ethereum cái đi sóng ở Bitcoin câu chuyện này đang hình thành và tôi nghĩ một trong những điều rất là quan trọng các bạn cần phải hiểu là có thể họ đã lưu trữ nhiều Ethereum có thể họ đã đầu tư vào nhiều những cái công ty những cái dự án liên quan tới Ethereum hay là họ đang chuẩn bị đưa ra những cái dịch vụ liên quan tới staking tại vì đối với thường staking là tương lai để có thể có được thu nhập thụ động nhưng mà đối với thường thì thường có một cái suy nghĩ riêng về thu nhập thụ động tôi sẽ chia sẻ với các bạn trong những cái video sau này à, nhưng mà có thể hiểu đơn giản là bây giờ đó cái cơ hội để có thể kiếm tiền từ ethereum rất là lớn bitcoin thì có thể là công ty chỉ mua lưu trữ hay là họ cho khách hàng trade qua trade lại đi mua tới mua lui và tính cái phí thôi nhưng mà ethereum là cái giải pháp dài hạn hơn có ethereum họ có thể đưa ra những cái sản phẩm đưa ra những cái dự án kết nối với lại DeFi cho khách hàng staking dài hạn để kiếm tiền một cách là dài hạn hơn và nó ổn định hơn. Đây tôi nghĩ là cái lý do tại sao mà chúng ta càng ngày càng thấy nhiều cái ngân hàng bắt đầu là PR cho Ethereum và những nhà đầu tư lớn từ từ PR cho Ethereum. Nhất là Kevin O'Leary chúng ta cũng đã thấy những cái video thường chia sẻ trước đây đó. À, các bạn cũng nên nhớ là thường chia sẻ cái video 406 họ đang lừa gạt chúng ta tới thời điểm này Kevin O'Leary À, cách đây là hơn một năm, lúc đó Cameron O'Leary vẫn là một người mà thường hay nói Bitcoin không có giá trị Bây giờ các bạn thấy được một năm sau đó là không chỉ riêng là PR cho Bitcoin mà còn là Ethereum nữa Tại vì cái lúc này, ổng đã lưu trợ rất nhiều Bitcoin rồi Chỉ là ngoài miệng nói là Bitcoin không có giá trị mà thôi Và thật ra Cameron O'Leary trong cái video này chia sẻ với các bạn Rất cặn kẽ là từ năm 2016, Cameron O'Leary đã biết về Bitcoin và đã tin tưởng Bitcoin chỉ là ngoài miệng muốn hù mọi người để có thể mua được Bitcoin với cái giá tốt hơn mà thôi. Đây là cái tài liệu liên quan đến những cái công ty lớn, những cái nhà đầu tư lớn bắt đầu nói về Ethereum. Kế tiếp thì các bạn thấy được là một cái thông tin mà hôm nay cũng được nhiều người đề cập đến đó chính là một cái lời nói, một cái lời phát biểu của CEO của ngân hàng SBI chứ không phải là trực tiếp bởi công ty Ripple nhưng mà nói là khi mà công ty Ripple đã xong cái điều kiện tụng với SEC thì công ty Ripple vẫn tiếp tục muốn lên trên sàn chứng khoán của Hoa Kỳ. Đây là tin mình nhiều người nói tới cho nên Thuận cũng muốn chia sẻ với các bạn liên quan đến cái điều này. Và đương nhiên nhiều bạn hỏi Thuận là cái điều kiện của SEC và công ty Ripple đã đến đâu thì bây giờ vẫn chưa đến đâu hết. Chúng ta thấy được là có một số những cái dấu hiệu tốt là nghiêng về cái phía của công ty Ripple nhưng mà chúng ta vẫn chưa biết thêm nhiều thông tin chi tiết hơn. Khi mà có Thường sẽ chia sẻ với các bạn Tại vì thường biết rất nhiều bạn quan tâm đến đồng XRP Và cái điều kiện giữa Ripple và SEC Ban quản lý chứng khoán của Hoa Kỳ Một điều khác nữa có thể là nhiều bạn đã biết Nhưng mà thường thì cũng mới hiểu ngày hôm nay Tại vì thường không có đầu tư vào Chainlink Nhưng mà thường thấy đồng này cũng khá là thú vị Đây là một cái đoạn thu âm ngắn ở trên cái Twitter của Sergey Nabarov Như bạn có biết đây là một trong người lãnh đạo của dự án Chainlink Thì các bạn có biết là Chainlink là một cái hệ thống mà không có blockchain hay là không Đây là một cái hệ thống gọi là Oracle Network Không như đây, đây là một cái uh, nền tảng Oracle Những cái nơi mà lưu trữ dữ liệu Và cái cách chain hoạt động đó là không có blockchain và có thể kết nối với nhiều loại blockchain khác nhau và cái nhiệm vụ của cái hệ thống Chainlink này là có một cái hệ thống để mà lấy được thu thập được cái dữ liệu ở ngoài blockchain và kết nối với những cái blockchain khác giống như thường đã chia sẻ với các bạn trước đây đó thì nếu như các bạn là một người mà lập trình ở trên những cái hệ thống như là Ethereum hay là Polkadot vân vân thì các bạn muốn lập trình một cái hệ thống gọi là hệ thống hợp đồng thông minh thì nếu như mà điều này xảy ra thì hợp đồng thông minh sẽ kích hoạt giống như là các bạn thấy là nếu như mà trời mưa thì hợp đồng thông minh này sẽ kích hoạt và bắt đầu là hoạt động. Nhưng mà làm sao mà blockchain biết ở bên ngoài có mưa hay là không mưa thì cách mà có thể làm được là kết nối với lại những cái hệ thống Oracle và một trong những hệ thống Oracle có thể kết nối được bây giờ đứng đầu đó chính là hệ thống Chainlink. Chainlink là hệ thống mà có thể thu thập được dữ liệu bên ngoài để mà kết nối lại với lại hệ thống của blockchain. Nhưng mà đây là một cách làm có thể nói là phi tập trung và họ có thể đảm bảo được cái tài liệu là chính xác chứ không phải là một người đầu đó tự lấy tài liệu để vào trong hệ thống. Giống như các bạn thấy được là một người đương nhiên có thể là tự lấy tài liệu bên ngoài và lập trình vào hệ thống của những cái mạng lưới khác nhưng mà các bạn có tin tưởng người đó hay là không. Trong khi mà chúng ta có thể tin tưởng được một cái mạng lưới phi tập trung hơn là một người tự làm. Đây là cái nhiệm vụ của hệ thống Chainlink. Thường biết có rất nhiều bạn thích đồng Chainlink này cho nên Thường cũng muốn chia sẻ một số những thông tin liên quan đến link và đây là những cái tài liệu Thu muốn mang đến cho các bạn trong cái video ngày hôm nay. Thu hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong cái video này và Thuần sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.